Chào mọi người, hôm nay mình sẽ sửa cái đầm này của mình. Mình đã mua rất là lâu rồi, mình mua trên mạng và thực sự là khi nhận được hàng mình rất là thất vọng. Đầm này là mình đã bỏ tủ 1 năm rồi đó mọi người. Và hôm nay thì mình đã can đảm lấy nó ra và sửa nó lại thành một cái đầm hoàn toàn mới. Mình không còn lục lại được đơn hàng cũ nữa cho mọi người xem cái đầm trên mạng này nó như thế nào. Với đầm này thì mình sẽ cắt nó ra làm hai phần. Phần trên mình sẽ làm concept và phần chân váy. Mình đang vẽ phần trên để chuẩn bị cắt và thiết kế phần lưng, phần sau áo luôn. Và mình cũng tháo rồi phần dây áo để mà làm phần gọng áo. Nếu mọi người cảm thấy video này có ích và thú vị thì mọi người có thể để lại một bình luận cho mình ha. Cảm ơn mọi người nhiều. Mình đang thử lại để mà xem phần chân váy nó như thế nào. Lúc đầu mình tính làm chân váy sẽ là dây kéo nhưng mà cuối cùng mình đã làm lưng thun. Mình tận dụng dây quai áo để mà mình làm những cái thanh concert cho đứng form áo. Đặt hàng trên mạng thì có lúc này lúc kia đúng không? Những lúc mà mọi người mua hàng trên mạng về, cho dù mình đã đặt đúng size của mình rồi nhưng mà nó rất là rộng hoặc là hàng nhận không như hàng trên mạng thì mọi người cũng đừng có vội nản, mọi người có thể thiết kế theo trí tưởng tượng hoặc là sở thích của mình. Và đây là thành quả sau 3 tiếng của mình, nhìn nó cũng ok đúng không? Và đây là phần trước và phía sau, mình gấp nó gọn lại luôn, mình không có còn để nó lòng thòng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Nếu mọi người cảm thấy thích hoặc không thích thì có thể chỉ để lại một bình luận và một like cho mình nha. Cảm ơn mọi người nhiều.